xem tử vi về vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp trong tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Trong tháng này có dấu hiệu dần rất may mắn nhưng mùi phải cố gắng vươn lên. Về theo tử vi trong tuần mới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp, trong tuần đầu tiên của năm mới dương lịch có thể coi là một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dần. Cho dù bạn là người làm công ăn lương hay làm đầu tư kinh doanh thì bằng sự thông minh nhanh nhạy và quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của thiên ấn và chính ấn, nên bạn có thể khẳng định được vị trí của mình trong thời điểm này. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tý trong tuần mới của năm 2022. Tuần này là một tuần không mấy thuận lợi đối với người tuổi Tý trên phương diện về sự nghiệp. Trong đầu tuần, do được chính quan chiếu mệnh nên bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình, nhưng bạn chớ lấy đó làm lý do để trở nên kênh kiệu và coi thường người khác, bởi thiên quan và tiếp tài cũng cho thấy với những mối quan hệ giữa bản mệnh và đồng nghiệp hay cấp trên có thể rất dễ bị ảnh hưởng. Còn trên phương diện tài lộc lại có nhiều bước phát triển rực rỡ hơn hẳn, do đó mà chính tài thực thần chiếu mệnh, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa thì bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh bởi có thiên tài ở bên, và có một số người còn có cơ hội làm giàu dựa trên các công việc làm thêm hoặc là tự nhiên gặp may mắn. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, là Tý tránh kinh kiệu coi thường người khác. Thứ hai là tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, trong tuần này tìm được cơ hội để khẳng định vị thế của chính mình. Thứ ba là tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, là nhận được khoản tiền thưởng tiền lương rất xứng đáng trong tuần. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vợ chồng rất dễ mâu thuẫn, chưa biết thông cảm cho nhau. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, phải nên cởi mở hơn và giữ quan hệ với mọi người xung quanh trong tuần này. Thứ hai là tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Sửu trong tuần mới của năm 2022. Dù đầu tuần thì người tuổi Sửu gặp phải chút mâu thuẫn với người làm lãnh đạo và đồng nghiệp, do là chịu ảnh hưởng của thương quan cũng như là kiếp tài, xong cuối tuần thì mọi việc đều có dấu hiệu cải thiện. Bạn dùng hành động thực tế để chứng minh khả năng của mình và nhận được sự công nhận của người khác. Về tài lộc thì chưa có dấu hiệu phát triển quá đáng chú ý. Trong thời điểm này thì người làm nghề tự do đã nhận được thành quả lao động của mình, còn người làm công ăn lương thì cũng như làm đầu tư kinh doanh phải tiếp tục cố gắng, bởi tiền lương tiền thưởng sẽ đến với bạn trong tương lai. Về thái tuế cũng khuyên bạn là nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà hoặc là khi thực hiện các công việc về chân tay hoặc vận hành máy móc. Khi làm bất cứ công việc gì, bản mệnh cũng chớ lơ là kẻo dậy xảy ra những hậu quả rất đáng tiếc. Thứ nhất là tử vi cho người Ất Sửu thuộc mệnh Kim, là trong tuần quan hệ lứa đôi chưa được thực sự bền vững. Thứ hai là tử vi cho tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, là rất dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn của đồng nghiệp trong tuần này. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hãy cẩn thận hơn khi mà hoạt động về chân tay. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, là tài lộc chưa khởi sắc, cần tiếp tục cố gắng hơn. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh về bản thân mình trong tuần này. Thứ ba là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần trong tuần mới năm 2022. Trong tuần đầu tiên của năm dương lịch có thể coi là một khoảng thời gian vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dần. Cho dù bạn là người làm công hay là người đầu tư kinh doanh, nhưng với bằng sự thông minh nhanh nhạy quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của thiên ấn và chính ấn, nên bạn có thể khẳng định được vị thế của mình, bởi chính tài và thực thần nó cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu, và bạn đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài với bạn. Thậm chí là đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ rất triển vọng. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, là trong tuần sẽ khẳng định được vị thế của mình trong công việc.
Thứ hai là tử vi về người tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa là trong tuần nhận được sự tin tưởng đánh giá cao của mọi người. Thứ ba là tử vi về tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ là luôn nhận được khoản tiền lương tiền thưởng rất hậu hĩnh trong tuần mới. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc là phải nên giữ khoảng cách với người khác giới trong tuần này. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim là nhận được sự chú ý của rất nhiều người khác nhau. Về thứ tư là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão trong tuần mới của năm 2022. Với người tuổi Mão có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công ngay từ đầu tuần do là được chính ấn và thiên ấn hỗ trợ. Nhờ vào tinh thần làm việc quyết tâm, trách nhiệm và bạn đã được giao cho rất nhiều nhiệm vụ khó để khẳng định bản thân. Tuy nhiên thì bạn cũng đừng nên quá cứng nhắc trong các quyết định. Hãy nhớ và lắng nghe thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Bởi vì tình hình tài chính cũng có cải thiện rất đáng kể vào thời điểm cuối tuần. Như vậy có nghĩa là bạn nên phải dành khoảng thời gian trước đó để cố gắng hết sức mình và chăm chỉ hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bởi là công lao của bạn rồi sẽ được lãnh đạo hoặc là đối tác đánh giá đúng đắn và rất cao hơn những ngày tháng trước. Thứ nhất là tử vi về tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy là trong tuần nhận được sự tin tưởng của mọi người và hoàn thành tốt các công việc. Thứ hai là tử vi người Đinh Mão thuộc mệnh hỏa là không nên quá cứng nhắc trong các quyết định của mình trong tuần này. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ là trong tuần tài chính dư giả, công lao được đền đáp rất xứng đáng. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc là vợ chồng lạnh nhạt thường xuyên mâu thuẫn với nhau trong tuần này. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim hãy nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình trong tuần này, bởi trong tuần này có dấu hiệu sức khỏe của bạn không tốt. Thứ năm là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn trong tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Về vận trình sự nghiệp của Thìn không được thực sự ổn định trong tuần này, nhưng mọi việc đều có xu hướng phát triển tốt dần lên. Dù đầu tuần con giáp này có phải vướng vào những chuyện tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp, nhưng sang cuối tuần mọi căng thẳng sẽ được hóa giải. Mọi người hợp tác rất tốt với nhau khiến cho công việc tiến triển rất thuận lợi. Thêm vào đó là có cát tinh thiên đức nó xuất hiện, và đây là dấu hiệu khẳng định chỉ cần bạn cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thiết để thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Đồng thời đừng ngại đối diện với khó khăn, bởi đó là cách để bạn trưởng thành hơn. Nhưng rất đáng tiếc là trên phương diện tài lộc đang bị dậm chân tại chỗ. Có lẽ bạn đang đi mãi theo một lối mòn nên đồng tiền đổ vào túi chẳng còn được trôi chảy như trước. Và đây cũng là lúc bạn cần bước ra khỏi mảnh đất quen thuộc để có thể tự làm mới về bản thân và gây ấn tượng với khách hàng cùng đồng nghiệp. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa là trong tuần rất dễ vướng vào nhiều chuyện mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người. Thứ hai là tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ hãy tìm được một thời điểm để thể hiện cho bản thân mình. Thứ ba là tử vi về tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc là chuyện làm ăn chưa có tiến triển đáng kể. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim là trong tuần vợ chồng cần học cách đặt mình vào vị trí của nửa kia của mình. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy là hãy thử thách với bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ nhất. Thứ sáu là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tỵ trong tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Trong tuần đầu tiên của năm 2022 thì sự nghiệp của Tỵ có dấu hiệu lên bổng xuống trầm, bởi vì kiếp tài và tỷ kiên nó cho thấy bạn rất dễ bị cô lập và bản thân tự làm mọi việc theo ý mình, khiến cho mọi người cảm thấy rất bất mãn vì bạn. Hãy thay đổi cách cư xử của chính mình và hãy hòa nhã với mọi người hơn, rồi từ đó sẽ chứng minh bản thân của bạn qua sự cố gắng và chăm chỉ. Bởi bản mệnh cũng chưa nhận được những khoản thu mong muốn do không có nhiều tài tinh chiếu mệnh. Và trong khoảng thời gian này thì chỉ có người chăm chỉ làm thêm mới nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng cố định mà thôi. Còn người làm đầu tư kinh doanh thì cần tiếp tục tìm kiếm lối đi mới cho chính mình. Thứ nhất là tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa là nên chú ý nhiều hơn đến những cảm nhận của người khác. Thứ hai là tử vi về tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ
Hãy đối xử với mọi người một cách hài hòa hơn. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Tỵ là trong tuần cần tiếp tục tìm kiếm con đường mới cho mình. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Tỵ là quan hệ lứa đôi xa cách với nửa kia có thể sẽ bị phản bội. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Tỵ là trong tuần hãy chú ý hơn khi tham gia giao thông. Thứ bảy là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Ngọ trong tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Với người tuổi Ngọ thì chịu được gian nan thử thách thì sẽ gặt hái được thành công trong tuần này. Dưới ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên nên bạn cần phải có cách giữ vững lập trường của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được đề ra. Hãy tin rằng là thành quả bạn gặt hái được sẽ khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Bởi có sao tử vi nó hứa hẹn với những cơ hội mà bạn hằng mong ước có thể là sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ngay trước mắt bạn đó. Chính vì thế hãy luôn ở tư thế sẵn sàng nắm bắt thời cơ. Đừng mãi than thân trách phận rằng nếu gặp phải khó khăn bạn sẽ gặt hái được thành công như dự đoán. Còn chuyện tài lộc thì trong tuần này chưa có tiến triển đáng kể. Bạn chỉ duy trì được những khoản tiền lương tiền thưởng cơ bản chứ ít khi có khả năng nhận được những lời lãi cao hoặc tiền thưởng nóng. Song bạn cũng đừng vì thế mà thành ra lơ là làm biếng trong công việc nhé. Thứ nhất là tử vi người tuổi Giáp Ngọ trong tuần phải chịu sự phản đối của mọi người xung quanh. Thứ hai là tử vi tuổi Bính Ngọ là trong tuần hãy tập trung vào công việc, tìm cách khẳng định với mình. Thứ ba là tử vi tuổi Mậu Ngọ là trong tuần phải luôn luôn chủ động chờ đợi và nắm bắt cơ hội. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Ngọ trong tuần này thì vợ chồng lạnh nhạt, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Ngọ là trong tuần thì bạn chưa muốn mở lòng với người khác. Thứ tám là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mùi trong tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp thì Mùi đã hứa hẹn có thể khẳng định được bản thân vào cuối tuần. Nhưng đầu tuần là khoảng thời gian bạn thử thách với bản thân để có thể tìm ra hướng phát triển mới. Trong khoảng thời gian sau đó thì hãy mạnh dạn nêu ý kiến và đóng góp sức mình cho tập thể thì bạn sẽ được đánh giá rất cao. Bởi trong chuyện tài chính không có tiến triển gì đáng kể, bởi đầu tuần chỉ có người làm nghề tự do thì sẽ nhận được khoản tiền hợp đồng từ khách hàng hoặc đối tác, người làm công ăn lương và người làm đầu tư kinh doanh thì tốn nhiều thời gian để giải quyết những khó khăn nên chưa đạt được đến mức phát triển đáng kể. Bên cạnh đó thì trên phương diện chi tiêu, bởi có đại hao nó cho thấy bạn đang phá phung phí tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết, từ đó khiến cho túi tiền của bạn khó khi nào rủng rỉnh. Do đó bạn cần phải có cách chi tiêu làm sao hợp lý hơn. Thứ nhất là tử vi về tuổi Ất Mùi là trong tuần cố gắng hết mình rồi khó khăn cũng sẽ qua đi. Thứ hai là tử vi cho tuổi Đinh Mùi là hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội thực tế. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Mùi là trong tuần chưa thu được lời lãi từ những khoản đầu tư trước đó. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Mùi là vợ chồng chưa thực sự tin tưởng vào nhau. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Mùi là nên phải mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình trong tuần mới này. Về thứ chín là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân trong tuần mới từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Tiếp theo tử vi trong tuần trước thì chuyện tài lộc của Thân có nhiều điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì nữa thì bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương tiền thưởng nhờ vào những sự cố gắng trước đây. Và đây là dấu hiệu vô cùng may mắn khởi đầu cho một năm mới. Rất tiếc rằng là trên phương diện chi tiêu thì lại có tiểu hao cho thấy là những món đồ lặt vặt cũng chiếm của bạn không ít tiền bạc. Vì thế bạn cần phải nhắc nhở về bản thân, hãy giảm bớt những chuyện mua sắm những món đồ không cần thiết. Còn trên phương diện sự nghiệp lại chưa có những bước tiến đáng kể. Có lẽ là bởi bạn vẫn muốn dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ trong đầu năm và tập trung vào công việc. Bạn cần nhắc nhở mình hãy nghiêm túc hơn để tránh những lỗi lầm có thể đáng tiếc xảy ra. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy
là trong tuần nhận được khoản tiền hậu hĩnh ở trong công việc. Thứ hai là tử vi tuổi Bính Thân là trong tuần nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Thứ ba là tử vi tuổi Mậu Thân là hãy tập trung hơn vào công việc của mình trong tuần này. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Thân là hãy hóa giải được những khúc mắc và mâu thuẫn với người thân của mình là điều tốt nhất trong tuần mới. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Thân là hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác thì mới làm được mọi chuyện trong tuần này. Thứ 10 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu. Trong tuần mới, từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, đối với người tuổi Dậu cần phải chú ý hơn trong cách là trao đổi với cấp trên. Đừng nên nói những lời quá gay gắt có thể gây tổn hại đến thể hiện của đối phương, nhất là khi mọi người đang tham gia vào các buổi họp, bạn tưởng rằng mình làm như vậy là thẳng thắn, nhưng thực ra bạn đang khiến các mối quan hệ dần xấu đi. Bởi hung tinh ngũ quỷ cũng cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thể thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại. Chính vì thế, bên cạnh việc mà tập trung vào nhiệm vụ tiến về phía trước thì bạn cần phải có lòng đề phòng với mọi người. Đừng tin theo những lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng. Với chuyện tiền bạc thì khá tươi sáng khi mà có thiên tài và thực thần hỗ trợ. Với những khoản đầu tư từ trước đó, nó đã đem lại cho bạn những món hời lớn lao. Chính vì thế mà bạn càng tin tưởng hơn vào định hướng của mình, và bạn cũng có thể nhân cơ hội này để mở rộng phạm vi làm ăn của chính mình. Thứ nhất là tử vi với người tuổi Ất Dậu nên chú ý hơn cách diễn đạt của mình trong tuần này. Thứ hai là tử vi về tuổi Đinh Dậu, hãy luôn đề phòng kẻ tiểu nhân đang rình rập xung quanh bạn trong tuần mới này đó. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Dậu, trong tuần mới này thì sẽ nhận được khoản tiền từ mối đầu tư từ trước đó. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Dậu, là trong tuần mới không nên cư xử một cách tùy hứng, nên quan tâm đến nửa kia của mình hơn. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Dậu, là nên mở rộng các mối quan hệ của mình trong tuần mới này. Về 11 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tuất trong tuần mới. Từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, đối với Tuất là phải giải quyết rất nhiều rắc rối do bị kẻ tiểu nhân gây ra vào thời điểm đầu tuần. Do đó mà làm việc gì bạn cũng cần phải đề cao cảnh giác, chớ chủ quan hay lơ là, ngay kể trong những công việc quen thuộc. Và đến cuối tuần thì mọi việc dần đi vào quỹ đạo, bạn thậm chí là có cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên. Còn chuyện tài lộc thì chưa thực sự hanh thông như bạn mong muốn. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng chứ không nên nóng vội, muốn trông thấy thành quả từ đó nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy. Muốn làm giàu, bạn cần kiếm tiền từ chính công sức lao động của mình. Còn trên phương diện về tình duyên thì có thái âm khiến cho nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng. Thứ nhất là tử vi cho người tuổi Giáp Tuất là không nên chủ quan dù ở công việc quen thuộc thế nào đi chăng nữa, ở trong tuần này cũng là điều không tốt. Thứ hai là tử vi tuổi Bính Tuất là trong tuần quyết định bốc đồng sẽ khiến cho bạn phạm vào rất nhiều lỗi sai. Thứ ba là tử vi tuổi Mậu Tuất là không nên nghe theo lời rủ rê của người khác trong tuần này. Thứ tư là tử vi tuổi Canh Tuất là chớ nên tìm những niềm vui ở bên ngoài. Thứ năm là tử vi tuổi Nhâm Tuất là trong tuần đã có suy nghĩ tích cực hơn mọi chuyện trên con đường tình cảm. Về 12 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong tuần mới. Từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, sự nghiệp của Hợi có dấu hiệu lên bổng xuống trầm trong tuần này. Vì thế bạn cần phải cân nhắc và nhắc nhở bản thân, thắng không kiêu, bại không nản. Dù là khi đối diện với thất bại thì bản mệnh cũng chớ nên bi quan. Nếu cẩn thận và phân tích tình hình, bạn vẫn hoàn toàn có cơ hội lật ngược được tình thế. Còn trên phương diện tài lộc thì có dấu hiệu phát triển nhất định, chủ yếu là người chăm chỉ với các công việc làm thêm và người làm nghề tự do và tinh thần làm việc những nhiệm vụ đúng hạn của bạn khiến cho mọi người xung quanh luôn có dấu hiệu rất tin tưởng bạn trong tuần này. Bởi trong tuần có sao dịch mã nên cũng khuyên những người
vướng phải những khó khăn nên phải suy nghĩ tích cực hơn. Đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối của bạn nhé. Từ đó khiến cho bạn phải rút lui. Hãy nghĩ đó là điều mình bắt buộc phải vượt qua. Thứ nhất là tử vi về người tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa. Hãy suy nghĩ tích cực hơn dù là khi gặp phải khó khăn nào trong tuần. Thứ hai là tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, là hãy tìm những cơ hội từ trong thách thức. Thứ ba là tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, là hãy bắt đầu thu được những lợi nhuận từ khách hàng hoặc đối tác. Thứ tư là tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy chớ nên đi theo lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác nhé. Thứ năm là tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, là trong tuần nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Đó cũng là một điều rất mừng đối với người tuổi Quý Hợi. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.